hành trình của Én Vàng bay qua để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, là một trong những chương trình tuyển chọn người dẫn chương trình chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay, tiếp tục hành trình chấp cánh cho những đam mê được tỏa sáng. Én Vàng nghệ sĩ đã quay trở lại, mới lạ, hấp dẫn, chuyên nghiệp, tạo ra một sân chơi thú vị cho nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sân khấu được thiết kế ấn tượng, tạo hình chim én vươn lên với tinh thần chấp cánh đam mê, trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Dàn dựng hoành tráng, nội dung sâu sắc, thông điệp giá trị, ngôn từ sắc bén, 11 cánh én, 11 màu sắc, hứa hẹn sẽ tạo ra một mùa giải bùng nổ của Én Vàng nghệ sĩ 2020. Thử thách đầu tiên mang tên Dẫn Chéo với sự xuất hiện của 4 nghệ sĩ Cao Xuân Tài, Việt Trang, Kim Nhã, Đào Tính. Ở chủ đề này, mỗi nghệ sĩ sẽ thể hiện khả năng ứng biến của bản thân để làm nổi bật nghệ sĩ khách mời. Điểm đặc biệt, nghệ sĩ khách mời là một trong 11 cánh én. Với cá tính và bản lĩnh của chính mình, liệu 4 nghệ sĩ có thuyết phục được 3 vị giám khảo của chương trình? Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, nhà báo Hà Quang Minh, giám khảo khách mời Hoa hậu Ngọc Diễm. Em hoàn toàn có khả năng để làm người dẫn chương trình. Một trong những đặc quyền của những thí sinh tới với Én Vàng là được nghe nhận xét. Rất là dễ thương và tuyệt vời. Sẽ có một nhân vật đặc biệt sẽ đồng hành cùng 11 cánh én, đó chính là người dẫn chương trình Phương Uyên. Tôi là Phương Uyên. Chào mừng quý vị đến với Én Vàng nghệ sĩ 2020. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Én là phải bay. Bay theo cách của bạn. Mình là Cao Xuân Tài, thí sinh của Én Vàng nghệ sĩ năm 2020. Người hỗ trợ cho bài thi của Xuân Tài đó là chị Pha Lê. Xuân Tài xin cảm ơn chị vì đã hỗ trợ Tài trong suốt cái quá trình mà mình tập bài. Nhận bài thì Tài cũng đã thấy chị rất là kiên nhẫn với cái bài thi của Tài. Kính thưa quý vị, Xuân Tài tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã từng vấp ngã, từng phải trải qua những khó khăn tưởng chừng như ta không vượt qua được. Những vấp ngã ấy có thể đến từ sự đổ vỡ trong tình yêu, trong tình bạn, trong công việc, hay thậm chí là khi ta mất đi một người mà ta xem là quan trọng nhất cuộc đời mình. Điều quan trọng ở đây là chúng ta đối diện với những biến cố ấy như thế nào. Xuân Tài biết rằng rất là khó để loại bỏ đi những cảm xúc tiêu cực khi đối diện với những biến cố quá lớn, thì con người chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chậm rãi đau thương, nhanh chóng vượt qua những cái đau thương đó. Nếu những biến cố ấy xảy ra nhiều hơn 2 lần, 3 lần, 4 lần thì sao? Kính thưa quý vị, ta vẫn sẽ phải chấp nhận nó mà thôi. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là chúng ta buông xuôi, không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc, mà khi chúng ta chấp nhận cũng chính là khi chúng ta có được sự sáng suốt, sự bình tĩnh để vượt qua những nỗi đau ấy một cách ít tổn thương nhất, vươn tới thành công của mỗi người. Và đồng hành cùng Xuân Tài ngày hôm nay ở trên sân khấu này là một nữ ca sĩ, bản thân cô đã trải qua rất nhiều thăng trầm ở trong cuộc sống của mình, và chúng ta hãy chờ xem cô ấy đã đối diện với những khó khăn đó như thế nào qua thông điệp của bài hát Đã Hơn Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ với sự thể hiện của nữ ca sĩ Pha Lê. Rồi đây, và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt.
che sao những ước muốn nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời, bởi chuyện này là của tôi. Và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi chẳng thể nào lãng phí. Nước mắt tôi cũng đã rơi, chơi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi, tôi mới có ngày hôm nay. Trong những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đã và sẽ trải qua trong cuộc đời này, sẽ có lúc ta cảm thấy quá đau đớn, sẽ có lúc ta cảm thấy quá tuyệt vọng. Nhưng đừng để những giọt nước mắt của bạn phải rơi xuống uổng phí. Hãy biến những nỗi đau thành động lực để vượt qua nghịch cảnh và chạm tới thành công riêng của mỗi chúng ta. Đã hơn một lần bóng tôi tới gần, và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại. Đoạn đường sao quá dài, niềm tin cứ ngắn lại, chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim rã rời, tự giấu đi niềm đam mê giữa quãng đời lê thế. Xuôi rồi đây, và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần, nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời, bởi chuyện này là của tôi. Và rồi tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước mơ, chẳng thể nào lãng phí. Nước mắt tôi cũng đã rơi, chơi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi, tôi mới có ngày hôm nay. Và đôi cánh tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bao lâu mưa xa, chẳng chi có ngày hôm nay. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Pale và Vũ Đoàn về bài hát tràn đầy cảm xúc vừa rồi. Xin chào Pale, không biết là Xuân Tài có thể giữ Pale lại ở sân khấu để giao lưu một chút được không ạ? Như Xuân Tài biết, hình ảnh của Pale là hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua rất là nhiều thăng trầm ở trong cuộc sống của mình. Vậy thì Xuân Tài thắc mắc rằng trong những hoàn cảnh khó khăn mà Pha Lê đã phải trải qua thì có điều gì làm Pha Lê chưa hài lòng hay không? Và nếu như có thể thay đổi một điều gì đó trong quá khứ thì Pha Lê sẽ chọn thay đổi điều gì? Trước tiên thì Pha Lê xin được gửi lời chào tới tất cả ban giám khảo cũng như tất cả quý vị có mặt ở đây, và xin chào Xuân Tài. Pha Lê nghĩ rằng là trong mỗi cuộc đời của mỗi người thì ai cũng sẽ có những cái lúc mà người ta hối tiếc về một điều gì đấy. Đối với Pha Lê thì cuộc đời không có được và mất,
Cuộc đời chỉ có được mà thôi. Chúng ta được điều xấu hay điều tốt, nếu mà được cái xấu thì chúng ta sẽ từ đó chúng ta sẽ học hỏi và chúng ta bước qua nó và rút kinh nghiệm. Còn nếu mà được những điều tốt thì điều đấy rất là, nói chung là may mắn. Lê chưa bao giờ hối tiếc về một cái gì hết. Và Lê nghĩ rằng là tất cả những cái gì nó xảy ra là điều sẽ phải xảy ra. Bây giờ mình có quay mình nhìn lại thì mình cũng không có cái quyền để thay đổi nó. Và quá khứ thì nó tạo nên mình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chị Pha Lê. Qua những cái thành công mà chị đạt được thì đã minh chứng cho kết quả của những hành động và những suy nghĩ của chị trong quá khứ rồi đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, nếu được lựa chọn, không ai trong chúng ta chọn khổ đau, mất mát. Nhưng khi phải đối mặt với những biến cố quá lớn trong cuộc đời thì hãy tự hỏi bản thân mình một câu: tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Xuân Tài tin chắc tất cả quý vị ở đây đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Ngày hôm nay Tài đã làm rất tốt cái mục của mình để là một người chị hỗ trợ cho ca Xuân Tài thì Tài lại cảm thấy rất là vinh hạnh. Sau cái phần biểu diễn của mình thì Lê nghĩ rằng là hai chị em đã có một màn phối hợp tuyệt vời. Đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn đến nữ ca sĩ Pha Lê đã hỗ trợ để thí sinh của chúng ta Nam Vương Cao Xuân Tài hoàn thành xong phần thi của mình. Không biết là hiện tại Tài có hài lòng với lại phần thi vừa rồi mà mình thể hiện trên sân khấu hay không? Phải thừa nhận là ban đầu là em có một chút hồi hộp, nhưng mà càng về sau thì em càng tự tin. Em nghĩ là em đã làm hết sức. Đối với Tài thì áp lực của Tài khi đứng trên sân khấu của Án Vàng Nghệ Sĩ năm nay là gì? Có lẽ là em cảm thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót so với thí sinh khác. Em thích những cái sân chơi mạnh. Mình chơi với những người mạnh á, mình sẽ mạnh lên. Giờ giữa các vị giám khảo đang ngồi ở kia thì Tài mong muốn lắng nghe từ ai nhất? Em muốn lắng nghe ý kiến của anh Vinh trước tiên. Thế theo nguyện vọng của Xuân Tài, em mời anh Vinh ạ. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng nghệ sĩ đến với Én Vàng. Thường thì chúng tôi sẽ tuyển chọn các én vào mùa thu, tinh luyện các én vào mùa đông. Và để các én cất cánh vào mùa xuân. Chúng ta để ý cái hình hiệu các cánh én đang bay về thì tập trung vào cái đôi môi. Làm người MC không thể thiếu ngôn từ và giọng nói của mình, đương nhiên là phải có kiến thức và có rất nhiều thứ khác để hỗ trợ vào cho cái nghề của mình. Thì hôm nay cái bước đầu tiên thử thách chéo là giúp các bạn hỗ trợ cho nhau, nâng cánh cho nhau bay, nhưng cũng là thử thách xem bản lĩnh của bạn tới đâu. Ngày hôm qua chạy chương trình thì Tài có hỏi anh: hãy nói cho em biết em cần sửa cái chỗ nào đi. Thì nghe câu đó không, anh biết cái bạn này rất muốn đi đến tận cùng của những cái mà mình cần sửa. Vậy thì hôm nay anh sẽ đi đến tận cùng điều đó. Thứ nhất, nếu mà chia làm 3 phần đúng không, thì cái phần đầu tiên anh nghĩ là tròn vai. Đấy, cái phần giữa anh rất là để ý em đứng ở cánh gà. Anh thấy em là có nhập tâm vô cái bài hát, em theo dõi và em đổ câu cuối cùng nó vô đúng nhịp nhàng. Biến những nỗi đau thành động lực để vượt qua nghịch cảnh và chạm tới thành công riêng của mỗi chúng ta. Đó là cái cần thiết cảm xúc của mình đặt vô mà nó đặt đúng chỗ, nó sẽ thăng hoa vậy hết. Cái cuối thì anh chưa hài lòng lắm. Anh nhìn thấy trong mắt của Pha Lê, anh phải cảm ơn Pha Lê trình diễn ca khúc rất là cảm xúc. Mắt cô ngấn lệ luôn, thì em đang có nấu câu rất hay. Cảm ơn bạn đã trình diễn một ca khúc rất là cảm xúc. Nhưng giá như em đánh vào cảm xúc đó hỏi luôn, thì em để hỏi là một câu nó hơi bị sách vở. Em hỏi lại cuộc đời. Tại vì cái kết của em nó cũng liên quan đến là tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Nên em bắt vô cái mặt đó mà em hỏi ngắn thôi. Tại vì lúc mà thăng hoa em đừng hỏi dài. Nó làm cho cái lúc nó trùng xuống không theo. Em hỏi quá nhiều dư kiện để ra một câu hỏi như vậy, lúc đó nó bị rơi nhịp. Em đánh bon vô đúng là cái câu kết của bài hát. Em kết vừa rồi gọi là kết đuối. Em kết mà dưới đây không vỗ tay được để cho nó thăng hoa hơn. Em nói là tự hỏi vì sao tôi lớn lên là nó xuống. Bầu trời này là của tôi. Ví dụ như vậy, em hiểu không? Người ta sẽ vỗ tay cho mình. Đây cũng chính là cái điều mà Tài tiếc nhất ở trong phần thi của mình. Tài sẽ khắc phục nó ở những lần sau. Anh nhìn vô đôi mắt của em, anh tin cái bước đường đi cậu này trên sân khấu sẽ đi được rất là xa. Tại vì có sự cố gắng, có cảm xúc, có sự chân thành. Một chút xíu lắng nghe, một chút xíu cảm thụ hơn. Và đặc biệt là đạt cảm xúc vô đúng chỗ. Em sẽ là người cướp trái tim của người khác. Nhớ anh nói. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Vũ Thành Vinh. Không biết là Cao Xuân Tài đã cướp trái tim của chị Ngọc Diễm hay chưa? Tim chị thì có con trai, có người cướp mất rồi, cho nên xin lỗi không trao được cho ai nữa. Nối tiếp với lại cái nhận xét của anh Vinh trong cái đoạn cuối á, dạ, anh Vinh nhận xét rất là chính xác. Em kết hơi bị đuối. Chị đánh giá rất là cao em trong cái ngôn ngữ hình thể cũng như là cái cách em thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Em có một gương mặt rất là sáng và ánh mắt cùng với nụ cười rất là dễ gây thiện cảm. Và thực ra nó là những cái thuận lợi ban đầu khi em xuất hiện trên sân khấu. Mọi người nhìn vào gương mặt này, mọi người lắng nghe cái âm giọng này và tiếp xúc với ánh mắt này thì mọi người thấy rằng là đây là một người dẫn chương trình mà họ có thể tin cậy trao gửi cảm xúc được. Xin được chúc mừng cho phần thể hiện của em. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Ngọc Diễm. Đối với một người trẻ ham học hỏi và luôn mong muốn nhận được những lời khuyên cùng với lại những góp ý cho mình thì anh Hà Quang Minh sẽ cho Cao Xuân Tài những bài học và lời khuyên như thế nào ạ?
Đầu tiên cho tôi gửi lời chào khán giả đang theo dõi chương trình, chào đón thí sinh của cái mùa Én Vàng Nghệ Sĩ năm nay. Trước tiên thì để anh khen em đã, nhìn giống tài tử điện ảnh. Chuẩn bị mất nhiều thời gian không? Dạ, tầm 2 tuần. Em biết tại sao anh hỏi câu hỏi này không? Bởi vì mặc dù đó là một bài chặt chẽ, lớp lang, nhưng mà cách em thể hiện giống như em học thuộc lòng. Người dẫn chương trình không phải là người học thuộc lòng một cái gì đó. Trong đoạn đầu em nhập đề, em có dùng 4 chữ là chậm rãi đau thương. Ý của em là gì? Em có cái sự liên tưởng với cái ly cà phê đắng anh. Lúc còn nhỏ thì em cảm thấy là không ai thích vị đắng, không ai thích vị cay cả. Nhưng mà lớn lên tự nhiên người ta lại thích chậm rãi đau thương, cũng giống như cách mà người ta nhấm nháp một ly cà phê đắng. Và sau cái sự đau thương ấy, người ta cảm nhận được cái gì? Này, anh rất là thích 4 chữ đấy, nhưng mà khán giả nghe người dẫn chương trình nói chuyện không phải ai cũng có thể đồng cảm với em như anh. Em chỉ cần thêm 2 chữ chậm rãi nhấm nháp đau thương, người ta hiểu ngay. Lúc đấy anh hiểu ý của em, anh hiểu và anh thích 4 chữ đấy, anh ghi lại ngay. Tiếp theo một cái góp ý nữa, khi em đặt câu hỏi cho pha lê, trải qua tất cả những cái thứ đau khổ thì chắc chắn là không hài lòng, nhưng anh biết ý em hỏi cái khác. Ý em là muốn hỏi là khi trải qua những cái đó, có cái lần nào ứng xử và đối diện với những cái đó mà pha lê cảm thấy mình chưa hài lòng không? Câu hỏi nó phải đúng trọng tâm và đúng ý. Ngôn ngữ em sử dụng tất cả mọi thứ tốt, nhưng mà tính biểu cảm ở trong nó bị thiếu. Một, tính biểu cảm trong cách nói. Hai, đặt câu hỏi kỹ lưỡng lại một tí. Thứ ba, đừng để người ta có cảm giác mình đã học thuộc lòng. Và rõ ràng đó là chúng ta thấy được một chàng trai cầu tiến và ham học hỏi, chắc hẳn sẽ còn có nhiều những cái điểm đổi mới, cải thiện và hoàn thiện hơn nữa bản thân của mình đến từ Cao Xuân Tài. Xin được chúc mừng và hẹn gặp lại Cao Xuân Tài trên sân khấu nha. Em cảm ơn và chúc mừng. Nghe chương trình Én Vàng phiên bản nghệ sĩ năm 2020, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được đứng trên sân khấu này với tư cách là một người thi én và sẽ trở thành một người dẫn chương trình, nên là mình rất áp lực. Bây giờ sắp tới tiết mục của Việt Trang và mình đang rất là hồi hộp. Hy vọng là mọi người sẽ đón theo dõi tiết mục này và ủng hộ cho Việt Trang thật nhiều tại cuộc thi Én Vàng phiên bản nghệ sĩ năm nay nha. Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình Rảnh Hôn Tràn Ghé. Và ở chương trình này thì mỗi tuần Việt Trang sẽ cùng đến thăm nhà của một vị khách bất ngờ và tại đây đưa ra một thử thách, cùng thực hiện thử thách với lại chủ nhà. Không biết ngày hôm nay vị chủ nhà nào sẽ là khách mời của chúng ta? Mời mọi người cùng xem. Ai đây? Tôi chính là Bơ La. Người thể hiện nhân vật Bơ Lan vừa rồi không ai khác chính là chàng diễn viên đa tài Võ Tấn Phát. Alo Phát hả? Rảnh hôn Tràn Ghé. Phát ơi, Trang tới rồi nè. Ơi, Phát ra liền. Trang đây nè Phát ơi. Ủa Trang, đáng lẽ là Phát ra mở cửa rồi Trang mới vô chứ. Trang đến, thấy cửa mở, tưởng là Phát mở chờ Trang cho nên Trang vô luôn. Ủa hôm nay Phát ăn mặc giản dị vậy hả? Hôm nay biết có sự có mặt của Việt Trang cho nên là lúc nào cũng phải tươm tất như vậy. Ủa mà Trang có vừa đâu, đến nhà của Phát mà ăn mặc coi kìa, hơn đi event nữa. Thưa Phát và thưa quý vị, thật ra thì không phải là Trang làm lố đâu, mà tại vì theo như Trang biết thì Võ Tấn Phát là một chàng diễn viên vô cùng màu sắc trong những cái lĩnh vực nghệ thuật mà mình tham gia. Cho nên ngày hôm nay đến thăm nhà của Tấn Phát, Việt Trang cố tình diện một cái bộ áo cho nó sặc sỡ. Nhưng mà không ngờ hôm nay thì Phát lại quá đơn giản. Và bây giờ đầu tiên chắc là phải mời Phát cho một chút cảm nghĩ để quý vị khán giả biết là Phát đang có cảm xúc như thế nào khi tham gia chương trình Rảnh Không Trang Ghé. Cảm ơn Trang. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp Trang đó là Phát thấy hú hồn. Thì chưa kịp mở cửa là thấy Trang trong nhà rồi. Trang cũng như quý vị khán giả đang rất là nôn nóng được đi tham quan nhà Phát. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vậy thì xin mời tất cả quý khán giả, xin mời Việt Trang cùng đến với tour tham quan nhà của tôi. Yeah. Ôi, này là gì vậy Phát? À, đây là cái nơi mà Phát rất là tâm đắc, là nơi trưng những cái cúp lưu niệm sau mỗi cuộc thi mà Phát tham gia. Cho Trang xin phép đọc qua xíu nha. Mời Trang. Quăng quần, quăng quần, quăng quần. Trang ơi, Trang sao vậy Trang? Hả? Trang bị choáng á. Sao vậy?
Vì phát có quá nhiều giải thưởng, Trang đọc không hết một hơi cho nên Trang xỉu. Trời ơi, làm quá à cô. Ra thì làm quá một chút cho nó vui nhẹ thôi. Chứ thật ra là ý của Việt Trang 4 năm vô nghề không quá dài, mà Võ Tấn Phát lại sở hữu cho mình quá nhiều giải thưởng. Phát có bao giờ cảm thấy rằng mình quá may mắn không? Đối với một người làm nghệ thuật như mình và có cơ hội được tiếp xúc, được va chạm với nhiều cái lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, ví dụ như là diễn xuất nè, ca hát, nhảy múa, thậm chí cả lồng tiếng nữa. Thì đó là một cái may mắn rất lớn đối với một diễn viên trẻ như Phát. Tấn Phát khiêm tốn nên mới nói như vậy thôi. Chứ Trang thấy rằng không phải chỉ là may mắn thôi. Bởi vì anh chàng này đa tài thật. Mình quá thành công trên con đường mà mình đi như vậy thì chắc là Phát không còn cái mục tiêu chinh phục tiếp theo đâu ha. Còn nhiều lắm chứ. Ủa còn hả? Tại vì đối với Phát, sau mỗi thành công đó chỉ là một cái bước đệm cho cái con đường đi sau này thôi. Và sau những cái thành công đó thì Phát luôn đặt cho mình những cái mục tiêu tiếp theo để mà phấn đấu. Những cái cúp này là về các lĩnh vực như là diễn xuất, ca hát. Đúng rồi. Nó còn thiếu một lĩnh vực. Lĩnh vực gì vậy Phát? Đó chính là người dẫn chương trình. Wow. Như vậy là chàng diễn viên Võ Tấn Phát của chúng ta trong năm nay sẽ quyết định lấn sân thêm một lĩnh vực mới, đó là người dẫn chương trình. Ngay bây giờ Việt Trang sẽ thử thách Võ Tấn Phát. Hả? Thử thách liền luôn. Ủa, thử thách liền luôn vậy đó hả? Tại vì mới nghe Phát nói như vậy thì chủ đề đang hot. Mình phải vào mình nói ngay. Rồi. Bây giờ sẽ mời Phát dẫn ngay chương trình Rảnh Không Trang Ghé bắt đầu. Võ Tấn Phát xin chào mừng tất cả quý khán giả đã đến với chương trình Rảnh Không Phát Ghé. Nhưng mà hôm nay Trang đến đây không thể nào có một thử thách đơn giản như vậy thôi được. Trời ơi, làm khó tôi quá vậy nè. Tại vì trước giờ quý vị khán giả đều nhìn thấy Phát đã đa tài rồi. Nhưng mà có một lĩnh vực cũng thuộc về nghệ thuật mà Trang và quý vị khán giả đều chưa thấy Phát làm. Đó chính là hội họa. Trời. Ơi, Phát sao vậy Phát? Phát xỉu đó Trang. Sao vậy? Tại vì hồi đó giờ Phát chỉ là vẽ thì cũng có vẽ. Nhưng mà vẽ như cái lúc mà mình thư giãn thôi, vẽ chơi vậy thôi. Chưa bao giờ mà vẽ để mà thử thách hay là thi thố gì hết. Ủa vậy thì bình thường là Phát vẽ cái gì? Vui thì Phát vẽ người, buồn thì Phát vẽ cảnh. Như vậy là chủ đề cũng đa dạng. Vậy thì hôm nay mình thử tài mình đi. Biết đâu mình may mắn thắng thì sao, bởi vì giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Ủa có giải thưởng luôn hả? Đâu đâu giải thưởng là gì? Nè, nếu như mà Phát thua thì Phát phải dẫn cả ekip chương trình Rảnh Không Trang Ghé đi ăn một chầu thật lớn. Chà, ủa mà ekip của Trang mấy người lận? 100 người đổ lại thôi. Nãy giờ thấy có mình Trang á. Mọi người ẩn thân hết rồi. Rồi được, tại vì thua thì mình phải chịu thôi đúng không? Đúng vậy. Phát chấp nhận. Ý mà còn thắng là sao? Khi mà Phát thắng là Phát là người quyết định tất cả mọi thứ. Phát lại được quyền dẫn tất cả mọi người trong ekip đi ăn một chầu lớn hơn hồi nãy nữa. Phải như vậy thôi. Đúng Phát vậy. Sẽ là người... Ủa cũng tốn tiền luôn á Trang. Không Phát, cái tâm thái nó khác. Mình là người chiến thắng mà. Hôm nay rất là vui khi Trang ghé nhà. Thôi thì Trang thích gì Phát chiều. Vậy là Phát chấp nhận thử thách đúng không? Chấp nhận. Rồi bây giờ mời Phát bước ra đây kiểm tra lại xem cái bộ dụng cụ vẽ của mình đã đủ chưa để mình tham gia thử thách này. Cái thử thách này là coi như là cũng có nghiên cứu về tôi lắm á nha. Tại vì gần đây là Phát cũng có học thêm được một cái cách vẽ tranh mới, đó là vẽ tranh kim tuyến. Và bây giờ thì sẵn sàng đúng không Phát? Phát đã sẵn sàng. Và thử thách trong chương trình Rảnh Không Trang Ghé tập này xin được phép bắt đầu. Rồi dễ thôi. Phát ơi, Phát vẽ nhiều lắm đúng không? Thấy cầm cọ rất là thuần thục nha. Những cái thời gian rảnh không có đi làm thì Phát cũng hay lên sân thượng đi vẽ tranh. Nhưng mà nãy nghe Phát nói là Phát rất là hay vẽ về tranh phong cảnh đúng không? Đúng rồi, tại vì cái tranh phong cảnh nó lột tả được cái cảm xúc của mình rất là lớn. Lúc mình buồn thì mình vẽ những cái cảnh như là mặt hồ, cây liễu, nhìn vô là nó thấy buồn liền vậy đó. Theo như Trang tìm hiểu nha, những người mà thích vẽ tranh phong cảnh thì có một cái nội tâm rất là phong phú. Vậy hả? Cũng như là họ rất thích cái sự bình an, yên tĩnh ở trong tâm hồn của mình. Mà Phát thì ở ngoài rất là sôi nổi. Phát làm cho Trang cảm thấy hơi mâu thuẫn về Phát đó. Khi mà mọi người thấy Phát qua những cái vai diễn trên sân khấu, qua phim ảnh thì đa phần là những cái vai diễn hoạt ngôn. Nhưng mà sau mỗi cái vai diễn đó, tẩy trang xong, đi về nhà, Phát lại được trở thành chính mình, thậm chí là ít nói nữa. Rồi. Nhiều người không có biết cho nên là nói là ủa, Phát nó chảnh quá. Nhưng mà không phải, Phát giữ năng lượng để cho những cái vai diễn của mình. Trang có một người bạn á Phát, bạn đó có một cái ước mơ rằng là mình sẽ đạt một cái giải thưởng. Bạn đó dồn hết sức của mình vào cái giải thưởng đó. Cuối cùng là bạn ấy đã được một cái giải thưởng đúng như mình ước mơ. Nhưng sau đó bạn đó hụt hẫng bởi vì không biết phải làm gì tiếp theo. Thành công mình đã chạm đến rồi, thì tiếp theo mình phải làm gì đây? Trang quay ngược trở lại, Trang lo lắng cho Phát. Biết đâu là bây giờ Phát đạt được quá nhiều thành công trong một thời gian ngắn. Liệu có khi nào Phát cảm thấy là mình sẽ hụt hẫng và chông chênh không biết làm gì tiếp theo không? Thì đa phần tâm lý của những người trẻ
là họ luôn muốn có những cái thành công nó liên tục, xong cái thành công này phải tìm được một cái thành công khác. Tại vì khi mà mình nghỉ chân một thời gian, cái cảm giác là mình bị bỏ quên á, cho nên là nhiều khi bị vội vã trong tâm lý. Với Phát thì cũng có một khoảng thời gian như vậy, nhưng mà qua những cái va chạm trong cuộc sống, trong nghề thì Phát nhận ra được một điều rằng mình cứ là chính mình, mình cứ cố gắng hết cho đam mê, cho nghệ thuật thì chắc chắn may mắn nó sẽ tìm đến. Sau mỗi thành công thì Phát luôn tự đặt ra cho mình những cái mục tiêu mới, cứ cố gắng để mà chinh phục nó. Mình không có đặt nặng cái vấn đề là giải thưởng, mà quan trọng hết đó là mình đã chiến thắng được bản thân mình. Thật sự là Phát tìm đến với những cuộc thi, những cái cột mốc để mình liên tục mình chinh phục như vậy là do Phát muốn hoàn thiện bản thân mình hơn, hay là khi mà Phát vừa chạm tay đến một cái giải thưởng thì Phát thấy nó không còn đẹp nữa và mình lập tức mình qua mình chinh phục cái mới, một mục tiêu mới? Phát rất thích một câu đó là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Lúc nào làm được cái gì thì mình cứ làm thôi. Tuổi trẻ mà còn khỏe thì cứ chơi thôi. Những cái cơ hội tới thì Phát cứ nắm lấy và cố gắng để sau này con cháu nó hỏi có cái để khoe. Đó, ngày xưa ba vậy đó, ông như vậy đó. Hay quá. Thưa quý vị, mặc dù là Tấn Phát khiêm tốn nói như vậy thôi, nhưng Trang biết là ở những cuộc chơi mà Phát tham gia, cũng như Trang vậy, học được rất là nhiều những cái kinh nghiệm và những điều tích cực trong cuộc sống. Ở đó, mình được làm những điều mình thích và thích những điều mình làm. Và ngày hôm nay, giống như ở trong chương trình Rảnh Không Trang Ghé, thì quý khán giả cũng sẽ nhìn thấy được một Tấn Phát với tài năng hội họa sẽ còn mang lại nhiều điều thú vị. Phát ơi, nói gì nói chứ Trang sắp xong rồi đó nha. Rồi lẽ gì? Rồi rồi, Phát cũng đang những cái bước cuối cùng đây. Quý vị khán giả đang nôn nóng chờ đón mình đó nha. Ây à. 1, 2, 3. Ây à. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay mọi người thật là may mắn khi được theo dõi hai bức tranh trừu tượng à. Trang chưa hiểu là phong cảnh Phát vẽ là gì á. Bây giờ là chỉ là hoàn thành 90% bức tranh thôi. Wow. Nắm một nắm nha. 1, 2, 3. Yeah. Wow. Woo. Xong. Xong, vẫn chưa thấy gì ạ. À? Luôn có nhiều điều đặc biệt ở phía sau. Đó. Wow. Thấy quen không? Quen lắm nha. Ai, ai? Hình như là Trang đúng không? Chính là Trang. Cảm ơn Phát. Xin phép Phát cho Trang được giữ bức tranh này về nhà được không ạ? À? Phát vẽ nó để tặng Trang mà. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, Trang nghĩ rằng là khi mình nhìn hai bức tranh thì chúng ta đã biết được ai là người chiến thắng. Ủa quên mà Trang vẽ cái gì vậy? Phát chưa hỏi nữa. Cũng là một bức tranh trừu tượng đúng không Phát? À. Cùng với việc là Phát là người chiến thắng thì Phát sẽ được dẫn cả ekip Rảnh Không Trang Ghé đi ăn một chầu thật là hoành tráng và sở hữu bức tranh của Trang. À, của Phát luôn hả? Đúng vậy. Bức tranh này với tên gọi là Én Vàng Trong Tầm Tay. Đó là lời chúc của Trang dành cho Phát, cũng như là cổ vũ chính bản thân mình trong cuộc thi với tên gọi là Én Vàng Phiên Bản Nghệ Sĩ. Hy vọng rằng chúng ta đều có những thành công đúng như mình ước mong. Cảm ơn Trang. Và Phát thấy là trong cái dàn thí sinh năm nay có một cô gái nhỏ nhắn thôi nhưng lại cực kỳ duyên dáng và thông minh. Đó chính là Việt Trang. Không biết Trang biết cô ấy không ha? Trang có nghe phong phanh về tin đồn này và Trang xác nhận là đúng nha Phát. Đúng không? Thì Phát cũng xin được gửi lời chúc tới cô ấy là chúc cô ấy luôn tự tin, mạnh mẽ và tỏa sáng với Én Vàng Nghệ Sĩ năm 2020. Và thưa quý vị, bây giờ thì Võ Tấn Phát phải thực hiện nghĩa vụ của người chiến thắng, đó là dẫn chúng tôi đi ăn một chầu thật là hoành tráng. Còn các bạn có rảnh không? Trang sẽ ghé. Vâng thưa quý vị, và đó là một Việt Trang dí dỏm, kiêu kỳ và rất là đáng yêu trong chương trình Rảnh Không Trang Ghé. Phương Nguyên cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Võ Tấn Phát đã hỗ trợ Việt Trang trong phần thi vừa rồi. Bây giờ Việt Trang muốn ghé nhà giám khảo nào đầu tiên? Dạ, ba vị giám khảo thì em không có dám ghé. Dạ. Bây giờ mình hẹn ai nè? Dạ, chắc là em hẹn chị Ngọc Diễm đi. Dạ vâng, thí sinh của chúng ta đã trực tiếp kết nối đến với giám khảo Ngọc Diễm. Chương trình Rảnh Không Trang Ghé là Trang tạo ra cho sân khấu của Én Vàng Bản Nghệ Sĩ 2020, hay là nó là một chương trình đã có rồi trên kênh YouTube mà Trang đang đầu tư? Khi mà được biết đến cái chủ đề đầu tiên của đêm thi này là dẫn chéo, thì với một người không có kinh nghiệm và dẫn chương trình giống như em, nên là em nghĩ rằng mình hãy làm những gì mà nó tương đối gần gũi với bản thân mình. Nên em đã tự tạo
ra cái format này có tên của mình, dẫn chéo giới thiệu những đối thủ của mình không phải là điều dễ dàng. Và Diễm thấy Trang làm cái việc này rất là tròn trịa. Khi ban đầu mà xem á, thì Diễm nghĩ rằng ồ, có khi nào là chương trình này đã có rồi hay không, và bạn đem chương trình đó trên sân khấu ngày hôm nay. Khi mà nhận được câu trả lời của bạn thì thấy rằng bạn rất đầu tư cho cuộc thi này, cũng như là mong muốn là tiến sâu hơn nữa vào những vòng trong. Diễm thích tiết mục này ở điểm là bạn đã giữ rất là tròn trịa vai trò một người làm chủ. Bạn đã thể hiện hình ảnh của một Võ Tấn Phát tài năng, nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó, ngoài cuộc sống là nghệ sĩ, thì bạn đã vẽ ra bức chân dung rất là sâu sắc, rất là bình dị của bạn Võ Tấn Phát. Trong tiết mục này thì Diễm dành nhiều lời khen cho bạn Việt Trang. Cảm ơn chị. Việt Trang có chia sẻ với lại Phương Nguyên đó là bạn ấy đang muốn hướng tới hình ảnh đa năng trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy thì khi đứng trên sân khấu của Én Vàng Nghệ Sĩ thì bạn mong muốn nhận nhiều lời chê để xem coi mình cần phải cải thiện những gì. Dạ, với mong muốn đó thì không biết là anh Hà Quang Minh có sẵn sàng để làm cho bạn cảm thấy thỏa mãn với khát khao nhận được càng nhiều lời chê càng tốt không ạ? Lúc nãy khi mà bắt đầu một cái thì anh rút điện thoại ra tìm thử trên YouTube xem có hay không. Điều đó chứng tỏ em làm rất là tốt. Nếu như nó là một chương trình để em phát trên kênh YouTube của em thì em nghĩ rằng là khán giả mục tiêu của em sẽ là những ai? Theo như em suy nghĩ thì khán giả mà em muốn tiếp cận thông qua chương trình này sẽ là những người trẻ. Đầu tiên là quan tâm đến Việt Trang, và thứ hai là quan tâm đến những vấn đề mà em đặt ra ở trong cái chương trình này. Chính vì em nói đến vấn đề và thông điệp thì anh hỏi là chương trình vừa rồi vấn đề là gì và thông điệp là gì? Ở cái số đầu tiên này khi mà giới thiệu Võ Tấn Phát thì em cũng hy vọng rằng là với những người đã và đang biết về Võ Tấn Phát là một diễn viên hài, anh chàng này là một người rất là đa năng, đa tài, luôn thử thách mình ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng ở bên trong thì anh ta hoàn toàn khác. Anh ta là một người ít nói, là một người sống nội tâm, là một người có những cái tài lẻ. Cái thế giới ở bên trong của Phát á, thì phải rất là khéo léo mới có thể đưa ra được để cho khán giả cùng theo dõi. Anh thích chương trình này. Anh nhìn thấy một cái chương trình nó trọn vẹn. Nó trọn vẹn ngay từ khi em bắt điện thoại lên, em gọi, cách em chốt lại chương trình bằng cái: còn các bạn có rảnh không? Trang sẽ ghé. Rảnh không? Trang ghé. Nó tạo ra một cái ấn tượng người ta nhớ ngay. Bốn cái tiếng rảnh không? Trang ghé nó phải vang lên và nằm sâu trong đầu của người xem. Thì cái điều đó nó đã đạt được. Và nó đạt được một cách rất là duyên, rất là tinh tế. Bởi vì em không nhắc đến nó nhiều. Anh nhớ không lầm là em chỉ nhắc đến cái rảnh không Trang ghé có 5 lần. Nhưng 5 lần đấy nó rơi vào đúng thời điểm. Cái nhưng thứ nhất này là cái nhưng không phải là nhược điểm, mà chỉ là bởi vì cái sự còn non kinh nghiệm thôi. Dạ. Và anh tin chắc là em sẽ giải quyết được. Anh nhớ là Võ Tấn Phát có nói một câu là vui thì vẽ người, mà buồn vẽ phong cảnh. Thế đến lúc đối thoại em đã gần tới rồi đấy. Tức là em đã nói một câu là những cái người vẽ phong cảnh thì thường thế này thế kia, Phát thì bên ngoài cái sự mâu thuẫn, em nói đúng rồi đấy. Nhưng mà em không cần phải ví dụ là bình thường những người vẽ phong cảnh thường là đi thẳng luôn vào trọng tâm luôn. Bởi vì cái tính thuyết phục của người ngoài bảo là và tự đối tượng nói ra, cái tính thuyết phục nó khác nhau rất xa. Cả hai cái bức này không có được phép dùng cái từ trừu tượng cho nó. Anh chỉ nhắc em là cái nào mình không biết mình không nhắc đến. Dạ. Đó, còn nếu như mà em đã muốn nhắc đến thì em tìm hiểu. Anh vẫn khẳng định lại làm chương trình này đi. Dạ. Anh đợi. Xin được cảm ơn anh Hà Quang Minh. Như vậy là đã có một khán giả đặt hàng trước chương trình Rảnh Không Trang Ghé rồi. Một trong những cái lợi thế của những người sáng tạo nội dung đó chính là chúng ta được tự do và thoải mái trong chương trình hoặc là những nội dung mà chúng ta mong muốn gửi đến cho người xem và khán giả. Nói về việc sáng tạo những nội dung và các chương trình truyền hình thì ở đây có một nhân vật đã rất thành công và được yêu mến bởi những chương trình có đông đảo khán giả theo dõi và quan tâm. Đối với một thí sinh đã đầu tư cả một chương trình để dành riêng cho Én Vàng Nghệ Sĩ 2020, và anh nhận xét như thế nào về phần thi vừa rồi của Việt Trang ạ? Cảm ơn Phương Nguyên. Bây giờ anh chê trước rồi anh khen sau. Cái ban đầu anh không thích bằng cái chỗ mà vẽ tranh. Anh biết là diễn kịch, nhưng cái nhiệm vụ của tụi em phải cho người khác tin mình là làm sự thật. Ví dụ như anh nói em vô em đứng đó, em chỉ cần lùi đứng sau cái ghế thôi thì Tấn Phát ra người ta sẽ tin hơn. Bắt đầu vô dần dà khi mà ngồi chia sẻ một lúc đến lúc vẽ tranh thì anh hoàn toàn đi theo tụi em. Nhưng mà lúc đầu anh có cảm giác tụi em đang diễn. Nếu mà người ta xem người ta vẫn có cảm giác em đang diễn, như vậy là em đã thất bại. Anh Vinh nhận xét rất là đúng. Tức là bản thân mình khi mà những giây phút đầu tiên trên sân khấu mình còn chưa tin là chương trình đã bắt đầu rồi. Mình rất là hồi hộp do cái suy nghĩ của mình nó còn non trẻ, nên là mình cứ nghĩ rằng là để lấy được tiếng cười của mọi người thì mình có thể làm cho nó hài hài một tí. Nên là dù là mình biết rằng là nó vô lý,
nhưng mà mình vẫn thử làm. Em phải chân thành hơn. Dạ. Nếu mà đi quay cái phòng máy tới nhà người ta thì nó không thể làm như vậy đúng không? Nên em phải làm cho hợp lý một chút xíu nữa thì người ta sẽ theo em ngay từ bước đầu. Nhưng còn lại là điểm cộng. Phải nói là đây là một tiết mục em có đầu tư từ ý tưởng đến kịch bản đến sân khấu đến đường dây. Đó là anh khen. Khi một người khởi nghiệp, nhà đầu tư muốn đầu tư vốn cho em thì phải thấy tâm huyết của em thì anh sẽ đầu tư vốn cho em nếu em muốn làm chương trình này. Wow. Thứ nhất cảm kết nha. Đó, cảm kết. Cái kịch bản định dạng rất hay, chào rồi vô rồi đến tham quan rồi đến trao đổi, đặc biệt là đến cái đoạn thử thách rất là sáng tạo. Qua cái việc vẽ tranh đó để các em truyền thông điệp, cái chỗ vẽ tranh nó là thứ nhất là nó giải quyết được cái vấn đề, chúng ta tạo ra một tình huống thử thách nhưng câu chuyện đằng sau nó phải là câu chuyện hay mà nó làm không chết sân khấu. Hai người vẫn trao đổi, vẫn vẽ tranh, qua bức tranh đó lại nói được một cái ý khác, qua câu chuyện đó lại nổi bật lên, thì cái đó mới là cái hay của người dẫn chương trình. Qua một cái câu chuyện tưởng chừng như chỉ để trao đổi với nhau thì lại ngầm ý được tôi đang chuyển đổi một thông điệp rất hay về tuổi trẻ. Có nên dừng lại khi cái thành tích cao nhất không? Đằng sau bức tranh nó là cái gì? Và tụi em lồng ghép vô được. Anh thích nhất là hai bức tranh tụi em ghép lại, ý nghĩa tụi em gài ghép vô rất hay. Chính là hai đứa em là cùng nắm tay nhau để đưa cánh én cái lên. Đây là một đối thủ đáng gờm và chờ xem những phần thể hiện tiếp theo của Việt Trang trên sân khấu của Én Vàng Nghệ Sĩ 2020. Cảm ơn Việt Trang. Đến với chặng đường Én Vàng Nghệ Sĩ năm 2020 thì Kim Nhã cảm thấy là hồi hộp và hào hứng. Trong quá trình tập luyện thì Kim Nhã được sự hỗ trợ rất nhiều từ đạo diễn Minh Nhật. Cái khó khăn của anh em trong lúc mà dợp cái bài này với nhau thì có lẽ là bởi vì là bài thi đầu tiên cho nên cả hai anh em đều đang rất là lo lắng cho cái tiết mục của mình. Ngày trôi về phía cũ. Đến khi em tìm ra thì anh đã thuộc về người ta, mất rồi. Buồn, làm sao buồn? Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau. Nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình, dẫu có là phước phần đớn đau. Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh. Nước mắt khi đã rơi cạn, chỉ còn lại sự quyết tâm. Nỗi đau đi đến tận cùng, chỉ còn là bình thản. Tuổi trẻ thường nhiều mộng mơ và nhiệt huyết, nhưng có đôi khi tuổi trẻ lại cảm thấy chông chênh với chính những nỗi buồn của mình. Có người họ lựa chọn gửi nỗi buồn vào một ly cà phê, một tách trà, một bản nhạc hay là một góc nào đó để trốn tránh nỗi buồn. Nhưng cũng có người gửi nỗi buồn của mình vào từng trang giấy. Nhưng mà khoan đã, thường thì người ta cố nén cái nỗi buồn của mình xuống, nhưng anh thì ngược lại. Anh lại cào cấu nỗi buồn của mình lên và trải dài nó qua 8 cuốn sách. Tại sao vậy nhà văn Anh Khang? Nhà văn của những nỗi buồn. Mặc dù anh đã biến hóa ngòi bút của mình phong phú và đa dạng qua từng tác phẩm, nhưng riêng tôi, khi tôi đọc tác phẩm của anh, tôi cảm thấy anh đang lặp lại một lối mòn. Phải chăng là anh đang đi tìm sự thấu hiểu từ một ai đó để rồi sau đó thấm thía và đồng điệu cùng nhau? Hay chính anh đang bị mắc kẹt trong nỗi buồn của mình mà không tìm được lối thoát? Tôi không nghĩ như vậy đâu Kim Nhã à. Tôi chẳng mắc kẹt vào nỗi buồn nào cả. Bằng chứng là tôi đã bước ra khỏi trang sách và đứng đây đối thoại với bạn. Còn việc bạn bảo rằng tôi quanh quẩn với nỗi buồn, đã có những người viết về niềm vui, viết về hạnh phúc rất là hay rồi. Những cuốn sách truyền cảm hứng sống cũng đã rất là nhiều rồi. Vậy thì còn những người đang thất tình, những người đang bơ vơ và cảm thấy họ không thuộc về một nơi nào, ai sẽ bên cạnh để an ủi họ đây? Lý do mà tại sao những cuốn sách của tôi chỉ viết về những nỗi lòng rất là hoang hoải, đó là vì
tất cả những cuốn sách đều chỉ viết để dành tặng riêng cho một người. Khi em nghe anh nói như vậy em cảm thấy rất là mâu thuẫn. Tại sao vậy anh? Trong những tác phẩm của anh luôn hướng người đọc phải buông bỏ nỗi buồn để thảnh thơi đôi tay mà nâng chiều niềm vui sắp tới. Nhưng ngược lại, anh bắt độc giả của anh phải đi một chặng đường quá dài 8 năm cho 8 cuốn sách mà chỉ với một mối tình. Anh có cảm thấy mình quá mâu thuẫn không? Khang không đánh giá đó là mâu thuẫn. Vì trong tất cả những cuốn sách của Khang, Khang không bao giờ chỉ đứng từ phía mình mà viết về nỗi buồn hay niềm đau. Mà đôi khi trong sách của Khang, Khang sẽ là anh, nhưng đôi lúc Khang cũng sẽ là em. Khang là anh ta, nhưng đôi lúc Khang thậm chí cũng sẽ là cô ấy. Khang sẽ phân ra cho mình đứng ở nhiều ngôi thứ khác nhau trong cuộc tình của chính mình. Giống như trong tiếng Anh nó có một chữ rất hay thế này, đó là chữ thấu hiểu, understand. Tại sao thấu hiểu lại ghép từ hai chữ, là chữ under là ở dưới và chữ stand là đứng. Nghe có vẻ không liên quan nhưng thật sự chỉ khi nào bạn đứng ở dưới vị trí của người khác, bạn mới thấu hiểu được một cách vẹn toàn. Vậy là anh đang chọn cho mình sự thể hiện khác biệt. Giống như là anh thể hiện mình khác biệt so với muôn vàn nhà văn khác. Nhưng liệu độc giả của anh đã thấy được điều đó chưa? Tại vì trong chuỗi 8 tác phẩm của anh thì em thấy Tảng Văn Buồn Làm Sao Buồn đạt bestseller. Nhưng những tác phẩm về sau của anh thì không đạt được cái doanh số đó. Có phải là độc giả của anh đang giảm dần, họ đang cảm thấy chán? Anh nghĩ sao về điều đó? Trước giờ Khang chưa bao giờ đặt mình vô cái cuộc đua bestseller cả. Đối với Khang, một cuốn sách nó bán chạy hay không, nó chỉ nói lên được một điều, rằng là cái tác giả đó có được may mắn, được nhiều người đồng cảm và yêu thương hơn hay không thôi. Khang vẫn mừng là cho đến tận giờ gần 10 năm viết sách rồi, với những cái buổi họp báo ra mắt sách thì những độc giả cũ có chồng, có vợ và thậm chí có những người bồng cả con của họ đến dự những buổi ra mắt sách. Bạn lấy Buồn Làm Sao Buông, một cuốn sách đã viết cách đây 6-7 năm. Doanh số của thời điểm đó và doanh số của thời điểm này, khi thị trường văn hóa đọc nó đã bị mai một ít nhiều, thì đó là một chuyện không thể nào so sánh được. Nhưng mà từ phía của anh, em nghĩ anh nên cho mình một cái trách nhiệm gì đó đối với tình thế đảo ngược của thị trường sách nói chung, hoặc giả là chỉ thị trường sách của riêng anh thôi. Cái này thì Khang hoàn toàn đồng ý với Kim Nhã. Bởi vì trách nhiệm của người viết đối với Khang là một tiêu chí hàng đầu. Cho nên là trong mỗi cuốn sách của Khang, nếu mà Nhã để ý, mỗi năm Khang chỉ viết có duy nhất một cuốn. Một cuốn đó là hành trình trưởng thành về cảm xúc của Khang trong năm đó. Cho nên là sau mỗi năm Khang cũng muốn rằng là hướng người đọc của mình lớn hơn và điềm đạm hơn về cách suy nghĩ. Giống như rằng là 2016 Khang viết một cuốn sách, nghe cái tựa là thôi là đã buồn rồi. Đó là Thương Mấy Cũng Là Người Dưng. Đến năm 2017, Gặp Gỡ Nhiều Con Người, Khang lại viết một cuốn sách mới tên là Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh. Anh dùng 8 năm của anh để nuông chiều những cảm xúc lớn dần theo thời gian. Anh có quá bảo thủ không? Ai cũng mong mỗi ngày mình sẽ có một lượng độc giả mới. Đó sẽ là động lực để giúp cho mọi người làm mới mình hơn, hoặc buộc mình phải tự thay đổi để làm mới mình. Vậy tại sao anh không thử thay đổi phong cách viết mới để tiếp cận với độc giả trẻ, làm trẻ hóa cảm xúc của những độc giả theo anh từ những bước chân đầu tiên? Thật ra thì đối với Khang, mỗi cuốn sách của Khang nó đều là một cái sự sáng tạo mới mẻ, chứ không cuốn nào lặp lại cuốn nào đâu Kim Nhã. Vì thí dụ như cuốn sách này Khang viết Tảng Văn, thì ngay lập tức cuốn sách sau nó phải là một tuyển tập truyện ngắn, hoặc cuốn sách sau đó nữa phải là một cái tập và tùy bút về du ký, hoặc là mới nhất thì là năm ngoái Khang ra một cái tuyển tập thơ viết tay toàn bộ từ trang đầu đến trang cuối luôn. Cho nên Khang nghĩ rằng là Khang cũng có trẻ hóa và sáng tạo đó chứ. Nhưng mà anh ơi, đó vẫn là cái nỗi buồn xưa cũ của anh. Tại sao anh không thử khép lại cái nỗi buồn đó đi? Và em nghĩ là độc giả của anh cũng mong chờ điều đó nữa. Kim Nhã hỏi câu này là một dịp để tôi giới thiệu một cuốn sách mới của tôi, mà tôi nghĩ chắc là Kim Nhã sẽ đồng ý rằng đó là một sự thay đổi mà độc giả sẽ rất là thích. Cuốn sách được mang tên là Thả Thính Chân Kinh, vừa mới ra mắt đây thôi. Thả Thính Chân Kinh, em nghe cái tên rất là thú vị đó, tại vì nó khác với những tựa sách trước đây của anh. Nhân tiện là anh đang còn rảnh thì anh có thể dùng một câu trong Thả Thính Chân Kinh anh thả thính em được không? Trời đất ơi, tự nhiên em bất chợt mà em đòi anh thả thính, biết thả gì giờ? Tại vì anh biết sao không, anh là nhà văn của những nỗi buồn, thì khi mà anh nói anh thả thính em không có tin. Từ tối qua anh giờ anh có ngủ nghe được gì đâu, anh thức trắng luôn nữa, đầu óc giờ không có nghĩ gì được mà thả thính đâu. Ủa sao vậy anh? Thì tại vì anh biết anh hay bị mất ngủ, cho nên là anh đã phải hạn chế uống trà, hạn chế uống cà phê. Nhưng anh quên mất, anh chưa hạn chế nhớ em, nên anh cứ thao thức cả đêm. Trời đất ơi, anh làm tim em loạn nhịp thiệt rồi đó. Các bạn thấy chưa, vậy là tôi vừa bán được thêm một cuốn sách Thả Thính Chân Kinh cho Kim Nhã rồi đó. Không anh, em sẽ không mua sách của anh. Tại vì em loạn nhịp nên em cảm thấy anh ác lắm. Một cuốn sách có thể làm cho người đọc phì cười vì những câu thả thính trắng trợn,
nhưng sau đó phải trùng lòng với nửa cuốn sách đầy nỗi buồn. Tại sao vậy anh? Không phải ai trong chúng ta cũng may mắn tìm được một tình yêu viên mãn đến cuối cho mình. Cho nên nếu mà sau 81 câu thả thính đó, các bạn tìm được một bến đỗ an vui và khép lại cuốn sách ngay đó thì tôi hoàn toàn chúc mừng cho cái hạnh phúc viên mãn mà bạn đã kiếm được. Nhưng mà còn những người vẫn còn lận đận chưa kiếm được chân tình cho mình thì sao? Tôi phải ở lại với họ đến tận trang cuối cùng của cuốn sách để an ủi họ, giúp họ nhận ra một điều rằng thật ra thính và tình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như quý vị nghe cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi cảm thấy là tôi đang công kích, tôi đang làm khó hay thậm chí là tôi đang chê bai nhà văn Anh Khang thì tôi nghĩ cũng đã đủ để khép lại và tóm tắt cuộc trò chuyện này. Kính thưa quý vị, nhà văn trẻ, nhà văn Anh Khang, nhà văn của những nỗi buồn không phải như tôi bảo là anh bảo thủ, mà thật ra là anh đang cố thủ. Anh đang cố thủ trên những giá trị riêng biệt mà anh cho là đặc sắc của riêng mình. Cảm ơn sự hiện diện của anh trong buổi trò chuyện đầy thân tình này. Em mong là anh hãy luôn là chính mình, hãy luôn sáng tạo trên những giá trị riêng biệt của anh. Em tin là độc giả sẽ luôn theo dõi bước chân và những tác phẩm tiếp theo của anh. Anh Khang! Trời mưa thì sấm chớp, trời nắng thì trong xanh, nhân tiện anh có thấy. Trời ơi, em yêu những tác phẩm của anh. Xin được chúc mừng thí sinh Kim Nhã đã hoàn thành xong phần thi của mình và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến nhà văn Anh Khang đã là một nhân vật rất là thú vị cho phần trình diễn ấn tượng vừa rồi của Kim Nhã. Phương Nguyên rất là thắc mắc, người ta thường thấy Kim Nhã với vai trò là một diễn viên, nhưng mà đối với một người dẫn chương trình và đặc biệt là một trong những cái tiết mục đầu tiên mình ra mắt với khán giả, Kim Nhã rất là táo bạo khi lựa chọn một cái góc nhìn có phần hơi gay gắt một chút bởi những câu hỏi phản biện dồn dập và tới tấp đến với nhà văn Anh Khang. Không biết là với cái lựa chọn như vậy thì đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh có cảm thấy rằng đây là lựa chọn thông minh hay không ạ? Chị nói như vậy đó, cái này có cái để xem. Thường anh làm một chương trình á, anh luôn đặt ra câu hỏi chương trình này có cái gì để xem không, giải quyết vấn đề đó thôi. Mình làm cái này có cái gì cho khán giả xem không? Và trong cái định dạng của em có cái để anh xem, đó là cái thành công của em. Anh cũng thấy em thoát ra được cái vai trò của một là người mẫu với là diễn viên. Em có tận dụng cái khả năng đó nhưng mà em thoát ra được. Em ngồi ở đó, lúc đầu cái giọng ấm áp của em nói vô, mặc dù là thu trước nhưng mà anh thấy ở trong cái giọng này có thể dẫn được một số định dạng chương trình. Mình cũng có thể làm mềm hóa được chứ không phải là một cô Kim Nhã lúc nào cũng đóng mấy cái vai chanh chua khó tính. Cái mà em dẫn với anh Khang thì có cái thuận lợi nhưng cũng có cái bất lợi. Tại có nhiều lúc ấy, anh làm mờ em và có những lúc nó bị dông dài. Tại vì em phải tải hết cái câu chuyện quá dài. Trong cái này thì anh có một cái nhắc em là hơi bị tham. Thật ra mà một cái phần thi như vậy thì mình phải sắc nó lại một chút. Đúng là Nhã có một chút xíu tham, nhưng mà Nhã nghĩ là khán giả cần được nghe những điều đó, cho nên Nhã cố gắng đưa thông tin vào cái bài dẫn của Nhã. Em phải khai thác hết để cho nhân vật này nói hết từng quyển sách, từng tâm tư thì cái đó là hay. Và anh thích nhất là cái đoạn em trở lại chính là em đứng ở đầu. Đoạn đầu là em dẫn và đoạn cuối cùng em thoát ra để em đứng độc lập em dẫn. Thì lúc đó vai trò của em lại được là cái người hút cuối cùng. Thì em phải chú ý cái thể thức này, em vẫn phải biết được chỗ nào là trọng tâm để em đánh vô. Tóm lại thì anh thấy em có đầu tư. Anh luôn luôn khuyến khích các thí sinh đến cuộc thi phải có đầu tư. Thứ nhất là về chất xám, nhìn thấy trong đây có. Thứ hai là về dàn dựng, sắp xếp nhân vật, có cái để chuyển biến trên sân khấu. Một cuộc thi nó đặt ra rất nhiều vấn đề và em là cái người bắt đầu bước vô cái chặng bay đầu tiên, anh đã thấy có đầu tư cho cuộc thi. Anh rất là chờ mong phần sau. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Vũ Thành Vinh. Bây giờ mình nói một chút về cảm xúc. Chị Ngọc Diễm đã chia sẻ rằng là chị là một người phụ nữ có rất là nhiều tình cảm và đặc biệt là những cảm nhận sâu sắc trong tình yêu. Không biết là chị Ngọc Diễm có cảm nhận được tất cả những cái ý đồ mà tiết mục vừa rồi mang đến hay không ạ? Đầu tiên thì cho chị chúc mừng Kim Nhã đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Thực sự tiết mục vừa rồi đem đến cho chị nhiều cảm giác khó chịu. Có thể là cái phong cách dẫn trên sân khấu của chị nó hoàn toàn đối lập với phong cách mà em chọn thể hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Tại sao em phải chọn phản biện mà em không chọn cách khác? Tại vì em biết cái điểm yếu của chính mình. Em biết em diễn thì người ta có thể đồng cảm với em, nhưng mà khi mà em nói chuyện thì rất khó để người ta đồng cảm. Thực ra là những câu hỏi em đặt ra cũng không giúp cho mọi người biết được sâu hơn về nhà văn Anh Khang. Bởi vì bức chân dung của Anh Khang thể hiện rất là rõ trong từng tác phẩm của bạn ấy. Nếu mà hỏi là Anh Khang có lúc nào vui hay không, những lúc vui thì anh làm cái gì? Để em coi thử anh có giống như những người bình thường hay không. Bởi vì tụi em vui, tụi em làm này, làm nọ, làm kia. Anh sinh năm 87, cũng thế hệ 8X nè. Thế hệ 8X thì trong trường hợp mà họ buồn thì họ có thể giống anh, nhưng mà họ vui thì họ như thế này.
hoặc là lúc mà Khang đưa ra cho em một cái đầu mối rất là hay. Có nghĩa là toàn bộ 8 tác phẩm của anh Khang đều viết cho một người, cho nên là những cái cảm xúc của bạn là gần như là giống nhau. Tại sao không bắt vô hỏi người đó là ai mà anh dành cho nhiều hoài niệm quá vậy? Như vậy thì em sẽ khai thác được những gốc mà người ta chưa biết về anh Khang. Cái thứ hai nữa là cách mà em chất vấn á, nó không giống cách của một host chất vấn để tìm ra cái gốc khác của nhân vật của mình, mà giống như cách của một người yêu đang chất vấn anh chàng bạn trai, và những chất vấn đó có xu hướng là chất vấn vô lý. Và lúc đó nhân vật họ không có nhiều những cái cơ hội để chia sẻ cái thực sự của họ. Ở trong đây là một cái chương trình mà được sân khấu hóa, có nghĩa là em có sự hợp tác với lại anh Khang. Nhưng mà giả sử trong một chương trình không được sân khấu hóa thì chắc chắn em sẽ gặp phản ứng ngược từ cái người mà em phỏng vấn. Cách tiếp cận này có phải là một cách tiếp cận thông minh hay không? Thì chị thấy nó đi ngược lại với những cái lợi thế của em. Em phải đem đến những thông điệp tích cực, những cảm giác tích cực cho khán giả thì nó sẽ có những giá trị nhân văn tốt hơn. Dạ, vâng, xin cảm ơn Hoa hậu Ngọc Diễm. Em được biết là nhà báo Hà Quang Minh là một người rất là thích những yếu tố gọi là phản biện một chút xíu nè, có những cái nội dung mới và cách tiếp cận mới để mà mang lại một cái sự kích thích và tò mò cho khán giả. Với lựa chọn của Kim Nhã ngày hôm nay thì anh có cảm thấy rằng thỏa mãn khi đóng vai trò là một giám khảo hay không ạ? Có nhiều cách, nhiều hướng để tấn công. Anh muốn là hiểu cái sự tấn công, đừng có hiểu nó theo nghĩa tiêu cực nhé. Không phải là giống như Diễm đã nói là tấn công công kích đâu. Tức là chúng ta khai thác thế nào, nó có nhiều góc. Cái vấn đề là em chọn được mục đích khai thác nhưng em không biết cách khai thác. Đúng là anh đồng ý với anh Vinh là cái phần của em thì có cái để xem. Sân khấu đẹp, đặc biệt em rất đẹp. Giọng đọc cái tảng văn của Buồn Làm Sao Buông của Khang á, là em đọc. Dạ. Em mất bao nhiêu lâu để thu âm cái đó? Dạ, nửa tiếng ạ. Em chỉ mất nửa tiếng để thu âm cái đó. Dạ. Thế tại sao em không đọc nó thẳng ở trên sân khấu? Tại vì em nghĩ đó là những cái tự sự trong lòng em, cho nên em quyết định là chèn nhạc vô rồi để nó... Không, em vẫn đọc trên nền nhạc được. Hãy nhớ rằng chúng ta đứng ở đó để chúng ta phục vụ khán giả. Đấy là một cái lời giới thiệu trân trọng nhất đối với nhân vật của em. Giọng đọc rất đẹp. Vì người ta đặt cho Khang một cái nghệ danh trên mạng là nhà văn của nỗi buồn, và em mặc định em khai thác nó. Khang trả lời với em, vì có nhiều người viết về hạnh phúc rồi thì ai sẽ viết về nỗi buồn đây? Nếu em tìm hiểu một tí về nhân vật của em và lĩnh vực của anh ta thì lúc đấy em có thể nói một câu là đảm bảo anh Khang sẽ giật mình ngay, mà thật ra anh ơi, văn chương viết về nỗi buồn nhiều hơn là về hạnh phúc. Cái đó em sẽ đẩy Khang vào cái chỗ là phải khai ra tại sao lại buồn và tại sao cái nỗi buồn nó lại lặp đi lặp lại như vậy. Nếu mà em tìm hiểu kỹ, hoàn toàn em có thể dồn Khang vào góc võ đài và bộc lộ đâu là con người thật của Khang. Anh nghĩ rằng là em hoàn toàn có khả năng để làm người dẫn chương trình nếu em điều tiết lại cái giọng ấy, đừng có mất tự tin với cái giọng, chậm lại một tí thì em sẽ làm được. Ở đây là anh góp ý chân tình bởi vì anh muốn nhìn thấy em tiếp tục trong cuộc thi này. Dạ, xin được cảm ơn nhà báo Hà Quang Minh. Chúng tôi sẽ chờ đợi Kim Nhã trên sân khấu của Én Vàng. Xin được cảm ơn Kim Nhã rất nhiều. Xin chào mọi người. Thì sắp tới đây là Tính sẽ phải thực hiện cái vòng thi. Cái vòng thi thì khá là cam go nha, tại vì vòng thi là vòng thi phải mình phải Tính phải là cái vai trò là người dẫn chương trình. Và chủ đề ngày hôm nay của Đào Tính với là Bảo Côn khá là đặc biệt, đó là về mẹ và như thế nào thì vào sau sẽ biết nhé. Xin chào tất cả quý vị đã đến với chương trình Lời Thú Tội. Và chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là đặc biệt, đó là chủ đề về mẹ. Có bao giờ bạn nghĩ rằng những cái lúc mà bạn trưởng thành, đi trên con đường đời và những cái trải nghiệm của bạn làm cho bạn nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, bạn lại nhớ về một cái hình bóng yêu dấu, đó là mẹ của mình. Càng về sau, cuộc sống càng lúc càng hiện đại, cái tình thương của người mẹ thể hiện nhiều hơn. Ví dụ như là một đứa trẻ đang ngồi ăn thì mẹ ngồi kế bên, xé từng miếng thịt, lột từng miếng tôm và đút cho nó ăn. Với cái hình ảnh này thì nhiều người người ta lầm tưởng là mẹ chiều con quá, con hư là tại mẹ đó. Với Đào Tính thì mẹ có quyền làm điều đó, và đứa trẻ đó nó có quyền, nó được thừa hưởng cái tình thương đó. Không để mọi người chờ lâu, vị khách mời của chúng ta là trưởng thành nhưng mà cũng là một đứa trẻ ương bướng. Xin mời. Tủ đồ
trống trơn, mẹ thì vừa khóc vừa gọi lên trách. Con đi sẽ không chừa lại gì, bọn con định đi luôn chắc. Tuổi 18 không bước ra đường, tìm cho mình tương lai. Không muốn nhà mình túng thiếu, con không muốn để cho mẹ buồn hoài. Con cũng không nhớ đã xa nhà mình được bao lâu. Những khi cuộc sống này vùi dập, chỉ muốn quay về cho mẹ xoa đầu và nói với con không sao đâu. Bạn đời có ở nhiều nơi, mẹ của con thì chỉ có một. Con chưa phải đứa con tốt, nhưng mà ngoài này con là con tốt, vẫn chỉ là đứa bồng bột. Sai lầm liên tiếp con mới nghĩ về hậu phương. Đến khi làm bạn với mì, nó mới nhớ cơm nhà đậu tương. Nhiều lúc con cho con để hỏi thăm, và con biết lúc đó mẹ bất an. Mẹ yên tâm, thằng con trai mẹ bản lĩnh, phải nói là nhất thế gian. Mẹ ơi con hư lắm, con biết là mình sai nhưng vẫn cố bào chữa. Tính cách trước giờ con háo thắng chắc là không còn cách nào nữa. Và con lớn, con không còn trong vòng tay của mẹ nữa. Nhưng lúc nào mẹ cũng nhắc con ăn uống và nhiều thứ, nghe chưa, nghe chưa. Và con thích làm những điều mình muốn. Nhiều lần không kiểm soát được tình huống, thì ba mẹ đều chịu thay hết tất cả điều con làm. Gánh hết tất cả những sai lầm mà tuổi trẻ con còn tham lắm. Đôi chân này ba mẹ tặng tên con gắn như con hứa sẽ có bước trong cuộc đời nhiều khó khăn. Mẹ ơi, tên con. Và con sẽ bay leo những ước mơ tên con. Như con sẽ quay về với ước mơ mẹ mơ. Và con đã bước tới vân quê. Vâng, Bảo Quân. Xin chào Đào Tính. Hey. À, rất vui lâu gặp bạn, lâu quá rồi mới gặp. Hôm nay khách mời đặc biệt của chúng ta tại chương trình Lời Thú Tội, ca sĩ Bảo Quân. Biết cậu đã lâu rồi, trên cái con đường trải nghiệm của cậu á, chắc chắn là cậu sẽ phải chịu nhiều cái định kiến. Và cậu nghe như vậy, lúc đó cậu nói như thế nào? Để mà nói về chặng đường thành công và thất bại thì cái câu chuyện nó sẽ rất là dài. Ai cũng vậy thôi, công việc nào cũng vậy, cũng đều phải lắng nghe những cái lời nhận xét ở xung quanh mình. Đôi lúc thì những cái lời nhận xét nó sẽ khiến cho mình vui, nhưng mà đôi lúc thì cũng có những cái lời bình luận nó sẽ khiến cho mình hơi chạnh lòng. Đó là cái quyền của người ta. Mọi người có quyền nhận xét về mình, tại vì họ quan tâm tới mình thì họ mới đưa cho mình những cái ý kiến đó. Trách nhiệm của mình á là lắng nghe. Những cái nào mà mình cảm thấy là sai á thì mình bỏ qua. Còn những cái nào mà mình cảm thấy là đúng, mình nên học thì mình sẽ tiếp thu. Chúng ta vẫn tiếp thu, vẫn học hỏi và vẫn hoàn thiện bản thân mình. Đúng rồi, để cái sản phẩm lần sau mình làm á, người ta nhìn vô người ta đúng rồi nè, đúng ý tôi rồi đó. Cái món ăn tinh thần của mình làm càng lúc càng làm vừa ý tất cả mọi người. Không chỉ là dừng lại ở ca hát không đâu. Gun còn lấn sân sang nhiều thứ khác. Diễn viên, ca sĩ rồi sản xuất âm nhạc ra. Bài này là do Gun tự sáng tác, tự hòa âm phối khí rồi. Không phải, bài này là một bài của một cậu em. Cậu ấy viết về mẹ của mình khi mà mẹ của mình đã mất rồi, thì bảo Gun muốn sử dụng cái bài này để nhớ đến mẹ cũng như là có cái sự đồng cảm. Để đồng cảm. Mình nhiều ngành nghề như vậy thì Gun có cảm thấy là mình hơi tham lam không? Gun rất là tham. Khi mà mình là một cái người của công chúng, cảm thấy hơi ích kỷ không khi mà cái người mà mình vừa mới lâu rồi mình chưa nói một cái lời gì đó với họ. Khi mà nói về cha về mẹ, Bảo Quân nghĩ đây cũng là một cái tâm lý chung của những người con trai, và đặc biệt là khi trưởng thành rồi á, cái lời yêu thương mà dành cho cha mẹ, nó sẽ rất hơi khó nói. Đúng không? Đúng. Đặc biệt là đứng trước mặt mình mà ngồi mà mình nói cái lời mẹ ơi con thương mẹ lắm thì cứ nghẹn nghẹn làm sao á. Nhưng mà tính nghĩ là qua bao năm tháng xa rời vòng tay mẹ, đến một ngày chúng ta lại quay về để mà một lời đây với mẹ của mình. Khó quá tính ơi. Chúc cho một lời thứ tội đi. Ngày xưa còn nhỏ thì có thể mama yêu mama nhiều, nhưng mà bây giờ lớn rồi nói khó nói quá. Đâu có cần phải như vậy. Chúng ta chỉ cần một cái lời đơn giản thôi. Dạ, thử thách hơi khó nhưng mà Gun làm được. Tôi sẽ học Gun lắm. Một tràng pháo tay cho Bảo Gun nha. Mẹ ơi, con biết là con chưa bao giờ là một đứa con ngoan với mẹ, và con cũng rất là ít khi nào mà con nói những cái lời ngọt ngào đối với mẹ. Nhưng mà con chỉ muốn nói với mẹ ngày hôm nay, đó là con thương mẹ nhiều lắm. Tao mày không nói được gì nữa. Có thể ta thấy là sau những cái đau đớn trên đường đời, khi trở về thì chúng ta vẫn là thiên thần bé bỏng của mẹ, vẫn can đảm nói được rằng con thương mẹ. Và mẹ chúng ta vẫn bao dung, ôm chúng ta vào lòng. Chắc chắn là cái niềm tin của người mẹ dành cho chúng ta vô bờ bến. Hy vọng là những ai có mẹ và những ai thương mẹ, hoặc là những ai chưa thổ lộ được với mẹ, thì mình hãy chạy ngay về nhà và thổ lộ. Hãy yêu thương mẹ của mình. Và thời lượng cũng đã hết rồi.
chương trình Lời Thú Tội xin được phép gặp lại quý vị lần sau nhé. Tôi và Bảo Quân xin chào, và hẹn gặp lại. Xin được gửi lời cảm ơn đến khách mời Bảo Quân và ca khúc Mẹ ơi tin con. Đặc biệt là gửi lời chúc mừng đến với Đào Tính đã hoàn thành xong phần thi của mình. Thật sự ra là khi mà quan sát Đào Tính trên sân khấu á, lúc mà Tính nói á, động tác tay, ngôn ngữ cơ thể và cái nhịp trong cơ thể của Đào Tính nó thể hiện ra rất là rõ. Vậy thì trái ngược với lại cái phong cách có phần trẻ trung và hiện đại của mình thì Đào Tính lại lựa chọn một chủ đề truyền thống, nói về mẹ. Bây giờ thì có một người phụ nữ ở đây với vai trò là một người con và là một người mẹ luôn. Thì không biết là chị Ngọc Diễm cảm thấy như thế nào về cái tiết mục vừa rồi của Đào Tính? Trước khi trả lời câu hỏi của Phương Uyên á, thì cho chị hỏi là em nhìn chị có già lắm không? Nếu mà chị không chửi em thì em sẽ kêu bằng em đó. Đùa thôi. Như vậy là không già đúng không? Mặc dù là thả thính vừa rồi thì không cộng thêm điểm. Chị có cái sự nồng nàn và ấm áp của một người mẹ. Vậy đấy. Em sinh năm bao nhiêu Tính? Dạ, 94 ạ. Em sinh năm 94. Bảo Quân sinh năm bao nhiêu? Dạ, bằng em. Rồi hai em có phải là bạn ở ngoài đời hay không? Dạ, trong nghề thì tụi em là bạn với nhau và trao đổi với nhau nhiều thứ. Trong cái phần thể hiện của Đào Tính, chị đánh giá cao 3 điểm. Điểm thứ nhất là cách em chọn chủ đề và cách em đưa chủ đề này lên sân khấu. Điểm thứ hai nữa là cách em thể hiện và dẫn dắt cái câu chuyện này theo cái hướng mà mình muốn. Và cái thứ ba nữa là cách em tương tác cũng như là cái tương tác ngược lại từ Bảo Khuôn. Đây là ba điểm mà chị thấy rất là sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Cách mà các bạn kể câu chuyện về tình mẹ thì nó lại rất là trẻ trung. Không biết hai anh như thế nào, riêng chị cảm thấy tiết mục rất là dễ thương và tuyệt vời. Và nó đem được tiếng nói, tình yêu, quan điểm sống của một thế hệ trẻ. Cách dẫn dắt của em á, bám rất sát kịch bản, nói rất trơn tru. Và những cái ngập ngừng của em, chị cảm giác em chủ đích ngập ngừng chứ không phải vì em run mà em ngập ngừng. Điều em đã làm được là em đã đem trọn vẹn cá tính vào trong cái tiết mục của mình. Mọi thứ nó đều đi với nhau rất là ổn. Chị xin được chúc mừng cho phần thể hiện của em. Vâng, cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Ngọc Diễm. Như là chị chia sẻ, đúng là với cái tiết mục vừa rồi và phong cách vừa rồi cùng với lại cái cách tiếp cận vừa rồi thì sẽ có những khán giả rất là thích. Nhưng mà có những khán giả thì sẽ nói rằng tại sao lại có thể nói về mẹ với một cái thái độ rất là hip hop như vậy. Hip hop. Với riêng anh Hà Quang Minh thì anh thuộc cái trường phái nào? Cái được là có phong cách đúng tinh thần. Bọn em trẻ, bọn em làm theo phong cách của người trẻ. Tương tác giữa em và Bảo Khu rất là tốt, tôn được cái nhân vật của em lên. Nhưng mà vẫn có những cái nhược điểm. Ngôn ngữ hình thể tốt thật đấy nhưng đừng nhiều quá. Có lẽ là bởi vì em là người đi hát nên em điều tiết cái âm lượng của em rất là tốt. Có lúc thì em nói to rõ, có lúc thì em lại thủ thỉ đúng chỗ luôn. Anh bảo hay quá. Khi em làm người dẫn chương trình, khán giả của em đa dạng, không có một ưu tiên đặc quyền cho một giới nào hết. Lối nói của em đang cho anh một cảm giác một người nước ngoài học tiếng Việt và nói tiếng Việt rất nguy hiểm đấy, vì nó thiếu vốn từ vựng. Em chọn đề tài hay lắm, cách làm của em đúng, tiết mục của em rất tốt, ngoại hình tốt, mọi thứ tốt, nhưng mà tiết chế lại thế thôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn em Hà Quang Minh. Đối với riêng giám khảo Vũ Thành Vinh thì thật sự ra là qua mỗi mùa Án Vàng, qua từng năm thì năm nào cũng có thí sinh lựa chọn chủ đề mẹ hết. Và em biết chắc là anh Vinh đã ngồi ở ghế giám khảo và chấm quá nhiều tiết mục mang chủ đề mẹ rồi. Nhưng mà đối với riêng tiết mục của Đào Tính ngày hôm nay thì có mang lại cho anh một cái ấn tượng hay là một sự khác biệt nào đó trong cảm xúc không ạ? Câu trả lời là có. Thật sự ra thì về các chủ đề thì có thể lặp lại, nhưng cách mà chúng ta đi đến đích có thể khác. Anh nghĩ mỗi người sẽ có một cách đến đích. Còn chủ đề mẹ hay cha, gia đình, tình yêu cũng quay đi như thế thôi. Thế thì chúng ta chọn cái đích để chúng ta đi. Em đã đi được cái đích. Nó có vẻ hơi loạn trạng một chút. Có cảm giác lúc đầu em vô có vị một chút ngấm tâm sự của hai thằng đàn ông. Anh nghĩ cũng hay. Thì em được có thứ nhất là có phong cách riêng, ghi nhận. Thứ hai là có cái sự chân thành. Và cuối cùng là đi về đích. Nhưng đi về đích vẫn còn hơi loạn trạng. Thì cái loạn trạng này em phải học ngay lập tức. Thứ nhất là cái vốn từ. Nếu mà thiếu cái đó em sẽ không đi xa được. Nói thật, có những ca sĩ không cần nói, người ta ra giới thiệu và chỉ hát rồi đi về cũng được. Nhưng mà người MC ra sân khấu không có vốn từ để nói, em sẽ cạn. Vậy thì em phải bổ sung cái điều đó. Còn kiến thức thì nghề nào cũng có, nhưng mà kiến thức sâu của nghề này em phải thêm. Mà đi xa phải thêm có kỹ năng dẫn. Hiểu đối tượng khán giả của mình, hiểu môi trường này, hiểu chỗ này, hiểu làm cái gì. Thì cái kỹ năng đó phải đưa vô. Hai cái đó cộng lại. Chứ còn luôn luôn sử dụng bản năng, anh không tin rằng có thể đi xa được. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo. Và với những nhận xét vừa rồi thì có thể thấy rằng Đào Tính là một trong những ẩn số và là một trong những thí sinh rất đáng mong chờ của Án Vàng Nghệ Sĩ 2020.